Đối với lệ phí môn bài, chúng ta có 3 mức. Vốn điều lệ dưới 10 tỷ thì thuộc thuế môn bài bậc 2 và mức nộp là 2 triệu. Còn đối với công ty có vốn điều lệ trên 10 tỷ thuộc mức thuế môn bài bậc 1 và mức đóng là 3 triệu. Còn đối với hộ kinh doanh chi nhánh phụ thuộc thì mức nộp thuế môn bài là 1 triệu và thuộc thuế môn bài bậc 3. Thời gian nộp thuế môn bài là ngày 30 tháng 1 nếu như các bạn nộp chậm thì sẽ bị phạt nộp chậm thì đối với công ty mới thành lập hoặc chi nhánh mới thành lập thì được miễn nộp lệ phí môn bài đầu năm mà chúng ta chỉ nộp tờ khai lệ phí môn bài còn bắt đầu từ năm sau thì các bạn sẽ phải nộp tiền phí môn bài như bình thường tiền phí môn bài thì chúng ta phải vào trang thuế điện tử .gdt.gov.vn và đăng nhập bằng mã số thuế của công ty các bạn, điền mật khẩu và điền mã xác nhận vào, sau đó nhấn vào đăng nhập. Chúng ta chọn nộp thuế, chọn ngân hàng mà các bạn trích nộp tiền thuế, nhấn tiếp tục. Tích chọn vào lại tiền, lựa chọn số tài khoản ngân hàng, chọn ngân hàng ủy nhiệm thu. Đây là một trong các ngân hàng mà cơ quan thuế ủy nhiệm thu tiền thuế. Thì chúng ta nhấn vào dấu 3 chấm, thuế môn bài nộp theo năm, do đó tôi chọn nộp thuế theo năm. Đến năm mà các bạn sẽ nộp nhấn tiếp tục. Nội dung khoản nộp ngân sách các bạn nhấn vào dấu 3 chấm, thuế môn bài bậc 2 thuộc mục 2863. Do đó tôi tìm đến mục 2850, nhấn tra cứu. Các bạn sẽ thấy được thuế môn bài 2863, các bạn tích chọn, ghi chú, các bạn ghi là nộp tiền thuế môn bài, số tiền, nhấn hoàn thành. Thông tin đúng rồi thì các bạn nhấn ký và nộp. Khi nộp thành công thì các bạn sẽ thấy được chữ ký của ba đơn vị là công ty các bạn, thuế và ngân hàng. Và khi ký nộp thành công rồi thì các bạn vào nộp thuế, chọn tra cứu giấy nộp tiền thì chúng ta sẽ tra cứu ra được giấy mà chúng ta nộp tiền. Tôi giả sử tôi tra cứu ngày mùng 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 10 chẳng hạn, tôi nhấn tra cứu và khi mà nộp thuế thành công thì các bạn sẽ thấy được tình trạng thái là nộp thuế thành công